Thank you.
Nói chung là món ăn là dân giả đó, được vừa hợp túi tiền, nói chung là gia đình đi là thấy thoải mái. Cảm ơn em ạ. Thấy được món nè, thấy thoải mái. Đồ ăn thì là số bị á, là với túi tiền người dân nữa, bình dân đi vừa theo hộ gia đình thì dài là ok rồi đó anh. Rồi mình vô cái đây. Dạ không, lẩu đây là ngon, là tuyệt vời rồi. Ở Vũng Liêm là có cái quán này đó nè. Đi không có nhậu, cũng nước ngọt cho nó tiêu, ăn lẩu ngọt cho nó tiêu. Em về Vĩnh Long thì cũng ok. Sân vườn của anh Út Nhanh cũng tươi đẹp và mát mẻ, mình sông nước mà. Thầy dạy đi. Rồi ok, okay. Không lâu lâu vô đây nhậu về mình sông nước là ok, rất okay. Là thoải mái. Có bạn bè nào biết thì về vô đây ủng hộ cho vườn sinh thái Út Nhanh. Hôm nay thì giống như là cuối tuần, anh em học xong rồi á, là anh em ăn ở lại ăn là chơi các trò chơi ở cái khu sinh thái Út Nhanh, giống như là ở hồ bơi, hồi đi tắm hồ bơi chơi các trò chơi khác nữa, là anh em ăn uống trước rồi hồi anh em giải trí sau. Ở đây bạn bè không à, bạn bè học phổ thông.